Ngày 6 tháng 3, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, 75 năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng Công an nhân dân 11 tháng 3 năm 1948, 11 tháng 3 năm 2023 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo một số địa phương. Nhìn lại chặng đường 75 năm qua, lực lượng Công an nhân dân cơ bản đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, giá trị và tổ chức học tập, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy. Qua đó đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, thể hiện được phẩm chất anh hùng, bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. Lực lượng Công an nhân dân không quản ngại khó khăn, gian khổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, khẳng định được vị thế vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cách mạng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho lực lượng xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng Công an nhân dân trong suốt 75 năm học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Chúc mừng các thế hệ cán bộ chiến sĩ làm công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và 75 gương điển hình tiên tiến trong việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tổng Bí thư chỉ rõ, lực lượng Công an nhân dân cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề cốt yếu, đó là học tập, quyết tâm thực hiện, làm theo và gương mẫu đi đầu.